Đây là nữ nhi nhà ai vậy? Sao lại ngủ trên đường? Xuyên không ư? Ý chính là sẽ có rất nhiều trai đẹp ái mộ bạn, cũng sẽ cho bạn một cuộc sống hạnh phúc. Đây đều là những điều viết trong tiểu thuyết. Bây giờ tôi thật sự xuyên không rồi. Có phải ông trời muốn bồi thường cho 20 năm xui xẻo của tôi không? Nương tử! Nương tử! Nương tử! Nương tử! Không phải chứ, tôi là vợ của chú lùn này. Không muốn, không muốn, không muốn. Nương tử à, tướng công đợi chàng rất lâu rồi. Nương tử đi, chúng ta về nhà, đi. Dọa chết tôi rồi. Thật vui quá xuyên không rồi, không còn ngờ gặp được minh tinh. Đứng lại. Cuối cùng để ta tìm thấy ngươi rồi. Cái đứa nha hoàng hung dữ này lại dám bỏ trốn. Nha hoàng hung dữ. Thời đại này sao ai cũng có thể ra ngoài chơi vậy, còn hung dữ nữa. Nhanh bắt nàng ta. Đứng lại, đứng lại. Không được chạy. Bắt nàng ta. Đứng lại, không được chạy. Bắt nàng ta. Bên này. Dọa chết tôi rồi. May mà không đuổi kịp mình. Tiêu rồi. Cao thế này làm sao xuống được. Này công tử. Công tử. Công tử ở đây nè. Phía trên, phía trên. Có thể giúp tôi xuống được không? Đẹp trai quá. Nhất định ông trời biết mình vừa thất tình nên đã gửi một anh đẹp trai đến cho mình. Công tử, em đến đây. Cảm ơn công tử cứu giúp. Bắt lại cho ta. Làm gì vậy? Nữ cường đạo như ý, cuối cùng cũng bắt được. Không phải tôi, ít phí lời. Giải đi. Tôi thật sự không phải. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng. Sau xui xẻo sẽ có may mắn. Sau xui xẻo chỉ càng xui xẻo hơn mà thôi. Đại nhân, ngài biết ở đâu gọi điện thoại không? Ngài hát karaoke chưa? Có biết TF Boys không? À đúng rồi. Uống qua sữa bò thuần chân rồi chứ. Thuần chân. Bạn tốt của bản quan tên là Chân Thuần. Ngươi có ý gì? Ngươi đang dọa dẫm bản quan sao? Ta nói cho ngươi biết, bản quan không phải là đồng tính. Phạm nhân, nói thật cho ta biết. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thật sự là tôi đến từ năm 2015. Thế giới mà các người không thể tưởng đến. Sở Ngọc này, đàn ông thời nay thật sự không thể dựa vào. Nhất thời không để ý liền bị người con gái khác cướp đi. Cũng không thể nói đàn ông thật sự không dựa vào được là do người con gái chỉ cần lớn lên không xinh đẹp, không biết bảo dưỡng lại không có nội hàm, sẽ bị người khác cướp thôi. Giống như tớ, loại thành phần tri thức tinh anh cao ráo xinh đẹp này liền không cần lo lắng. Sao vậy? Bạn trai cậu Lý Gia Đường cùng một cô gái khác kìa. Đây là tình huống bất ngờ, không thể tha thứ. Lý Gia Đường, tôi với anh còn chưa chia tay đâu. Sở Ngọc này, Sở Ngọc, không phải, không phải. Em nghe anh giải thích, em nghe anh, đừng kích động. Sở Ngọc, em nghe anh nói, không phải. Còn nói cái gì nữa, em nghe anh nói. Nói thật ra, ngài có thể không tin, nhưng tôi thật sự như vậy mà đến đây. Đại nhân, ngài nghe có hiểu không? Ta dường như nghe hiểu rồi. Tìm cớ nửa ngày, trước kia ngươi làm cường đạo, bây giờ lại làm người kể chuyện à? Kể chuyện? Dưới công đường nghe lệnh, phạm nhân Dương Thị Như Ý giết người gây họa, không điều ác nào không làm. Kết án tử hình, đúng buổi trưa ngày mai hành hình. Kết án tử hình, giải phạm nhân đi. Quan quá đại nhân ơi, quan quá. Quan quá, đại nhân, quan quá, đại nhân. Tôi xin mấy người thả tôi ra, tôi thật sự không muốn chết. Còn rất nhiều nơi tôi chưa đi. Còn có nhiều minh tinh tôi chưa phải fan của họ. Các
người dẫn tôi đi đâu vậy? Ít phí lời. Đây là nơi nào? Đi nhanh. Giống. Thật sự rất giống. Người muốn chết hay muốn sống? Đương nhiên là muốn sống rồi. Vậy ngươi nghe ta nói, ta là người đứng đầu xưởng nhuộm Ngô gia. Gần đây xuất hiện một vấn đề, cần gấp ngân lượng để trả nợ. Nên cách duy nhất là đem nữ nhi nhân nhân của nhà ta gả cho thiếu gia Tiền Trang Phó gia để liên hôn. Nhưng mà nhân nhân luôn hướng đến tự do, đã đào hôn trốn rồi. Người lớn lên rất giống với nữ nhi của ta. Nếu như ngươi thay nó xuất giá, giúp ta giải quyết được vấn đề khó khăn này, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tội chết. Hôn nhân lừa dối sẽ không được hạnh phúc đâu. Kéo đi. Nhưng mà tôi sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc. Được. Ta thích người thức thời. Thả ra. Khẳng định lớn lên sẽ đặc biệt xấu. Ta chuẩn bị xuất giá rồi. Còn mặc nhiều lớp y phục như vậy, lát nữa đến đây mà là một tên bỉ ổi muốn cởi y phục của ta thì có mà cởi đến sáng mai. Ta thật sự quá thông minh rồi. Mời thiếu gia vào động phòng. Thiếu gia đến rồi. Khăn khăn khăn. Chăn nữa chăn. Nhân nhân. Muốn chết rồi. Thì ra chính là anh trai đẹp này. Tiêu rồi, y phục của mình. Trời ơi, ông trời ơi, vì sao ông lại trêu chọc tôi? Sao vậy? Nàng rất lạnh sao? À, không có. Không lạnh. Rất nóng. Xem ra nàng bị bệnh rồi. Vậy việc động phòng để ngày khác lại nói đi. À đúng rồi, nghe danh nhân nhân nàng rất giỏi số học. Sổ sách trong phòng ta đã chất đóng nhiều năm. Phiền nàng giúp ta đem nó hoàn thành nhé. Đây là bước đầu tiên để trở thành vị gia chủ mẫu của nhà ta. Đây có một chút. Không quá khó đâu. Không phải vậy. Ở đây cần một số nữa. Là như vậy nè. Làm tốt. Rất tốt. Này nhân nhân, nghe nói nàng thiêu thùa rất giỏi. Sắp đến ngày sinh thần của mẹ ta, nàng thiêu tặng bà ấy một bức có được không? Ta đã nói với ngươi rồi, phải cẩn thận chứ. Thiêu tiếp đi. Không tệ ha. Hôm nay là ngày đẹp trời. Nhân nhân, ta biết tay nghề đánh đàn của nàng rất giỏi. Chỉ bằng tấu một khúc cho ta nghe nhé. Đánh đàn á. Cái này không giống với việc tính toán và theo thùa. Không có thời gian học. Việc này. Tay của ta bị thương rồi. Đợi tay của ta lành sẽ tấu cho tướng công nghe. Rốt cuộc nàng là ai? Không cần nói với ta nàng là nhân nhân. Vì nhân nhân là do ta tự mình thả đi. Thì ra ta bị chàng chơi đùa lâu như vậy. Nàng giả mạo thân phận. Rốt cuộc là có ý gì? Ta có thể có ý đồ gì được chứ? Ta chỉ là muốn được sống mà thôi. Từ nhỏ đến lớn ta đều đặc biệt xui xẻo. Đầu tiên thi vào trường nghệ thuật nhưng không đậu. Ta kết giao với một người bạn trai, bạn trai liền ngoại tình. Không dễ gì mới được một lần xuyên không. Đầu tiên ta là nữ tử tùng, tiếp theo là thành tân nương. Các người muốn thế nào thì như thế đó. Dù sao ta cũng xui xẻo thế rồi, còn có thể xui xẻo thế nào nữa?
Này, tỉnh lại đi. Này này, người đâu? Người đâu? Nhanh đến. Đại phu mời đi lối này. Được. Bệnh cũ của ta không dọa nàng sao? Không có. Không. Tại sao nàng không nhân cơ hội này chạy trốn? Nói nhảm gì vậy? Ta đâu phải loại người thấy chết không cứu. Nàng là một cô nương tốt. Thế ngươi có thể thả ta đi không? Không. Ta muốn giữ nàng lại bên người. Đây có tính là tỏ tình không? Nàng nghĩ thế nào? Các người thời này tỏ tình không giống với thời của ta. Cách tỏ tình của thời chúng ta thì trải qua rất nhiều ải. Ta sẽ theo cách của nàng. Biểu hiện của ta gần đây thế nào? Ừ, rất tốt, rất đạt. Thế có phải là tỏ tình không? Sắp tu thành chánh quả rồi phải không? Thực ra ở kiếp trước ta có thích một chàng trai, sau đó anh ta trở thành người yêu của ta. Chúng ta đã có một thời gian cực kỳ hạnh phúc. Về sau thế nào? Về sau hắn phản bội ta. Người này thật đáng chết. Ta vốn tưởng rằng gặp được một người đàn ông tốt như chàng, ta sẽ có thể quên hắn. Nhưng mà ta nhận ra ta không thể làm được. Yêu chính là yêu, mà thích thì chỉ là thích. Vốn không phải bản thân có thể khống chế. Ta bây giờ thật muốn hỏi hắn, ta chỗ nào không tốt mà hắn lại phản bội ta? Ta giúp nàng quay về được không? Nàng xem, ở đây có ghi lại ngày rằm tháng giêng xuất hiện vào ban ngày. Nếu có thể gặp Giao Châu thì có thể quay ngược thời không? Nhưng mai đã là rằm rồi, chúng ta đến chỗ nào tìm Giao Châu đây? À, Giao Châu, thật tốt quá. Không được rồi, đi thôi. Đứng lại. Trước khi làm rõ sự tình, ai cũng không được phép đi. Mẹ, câm miệng. Ngô Xuân Kiều, ta đã rất tin tưởng ngươi. Giao lễ thành hôn của con trai độc nhất vào tay ngươi, nhưng ngươi đối với ta thế nào? Ngươi được lắm. Bà thông gia, ai là thông gia với ngươi? Ngươi đến đây. Hai người này, ai là nhân nhân, ai là tội nhân? Nếu cô ta là nhân nhân, chuyện này coi như ta hồ đồ. Hai nhà chúng ta nên thế nào thì vẫn như thế, giống như trước đây. Nhưng tên tội nhân này thì phải chết. Nếu cô ta là nhân nhân, quan hệ hai nhà chúng ta từ đây kết thúc. Kẻ tội đồ này cũng phải chết. Người không nhân thì đừng trách ta vô nghĩa. Muốn sự nghiệp hay muốn con gái, chọn một đi. Mẹ. Đây là con gái ta. Tốt. Quả nhiên tình thân quan trọng hơn sự nghiệp. Đem kẻ tội đồ này nhốt vào phòng củi, mai đưa đến nha môn. Dân. Đưa thiếu gia đến phòng sách. Không thấy người ta sẽ bắt tội các ngươi. Dạ. Sở Ngọc, đi với ta.
đi đâu? Chúng ta trốn đến Ngô gia, đi nào. Thiếu gia, đi. Đến đầu cầu Bạch Ngọc, chặn đường lại cho ta, bắt chúng quay về đây. Dạ. Chờ một chút. Đi. Sở Ngọc, nàng cầm lấy dao châu, ta cản chúng. Thời cơ đến, nàng phải mau chóng chạy trốn. Các ngươi tránh ra. Thiếu gia, ngài không nên qua đây. Thời cơ đến rồi, nàng đi đi. Đi mau. Chàng phải bảo trọng. Chạy mau, về báo cho phu nhân. Là quái vật. Sở Ngọc, em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Em suýt chút dọa chết anh biết không? Tôi đã sớm nói rồi mà, không thể lừa dối được người mình yêu đâu. Nếu không thì đã không là chân tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Cha anh ấy phá sản, anh ấy sợ cô theo anh ấy sẽ khổ, nên yêu cầu tôi diễn cùng anh ấy màn kịch này. Trong mắt anh, em là một người ham tiền đến thế sao? Anh là đồ ngốc, đồ ngốc. Chuyện này là anh sai, anh không nên đối với em như vậy. Tin anh sẽ không buông tay em lần nữa. Mãi mãi sẽ không. Theo tin nhận được, hôm nay ở vùng ngoại ô thành phố đã khai quật được một cổ mộ. Danh tính của ngôi mộ vẫn còn là bí ẩn, nhưng trên mặt đá ngôi mộ lại khắc một câu chuyện tình yêu. Câu chuyện cổ đại khắc trên đó kể về hai người yêu nhau, từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau. Ly kỳ hơn là trong tay chủ nhân của ngôi mộ có một chiếc khóa đồng tâm, đã qua thời gian rất dài nhưng vẫn không hỏng. Các nhà khảo cổ học đang tiến hành xác nhận niên đại của chiếc khóa đó. Theo suy đoán, chiếc khóa này ít nhất là hơn 1.000 năm tuổi. Đây là di vật thứ hai kể từ đầu năm ở thành phố chúng ta được phát hiện ra. Không lâu nữa chiếc khóa này sẽ được mang đến những bảo tàng công bố rộng rãi cho mọi người tham quan.